Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Thì trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi thực hiện thử thách, đó chính là bắt các em Pokemon hệ cỏ nha các bạn. Thì mấy em Legendary nào mà xuất hiện thì mình mới bắt thôi. Còn lại hệ Legendary mình sẽ không tìm nha. Còn Pokemon phải trade, tức là trao đổi với người chơi khác để mà tiến hóa, thì mình cũng không làm luôn nha các bạn. Ok. Và tập trước mình cũng còn vài em Pokemon hệ nước chưa bắt nữa. Thì hôm nay cố được em nào thì bắt em đó luôn nha các bạn. Tại vì đâu phải một tập là mình sẽ bắt hết đâu. Nó sẽ xuất hiện theo tỷ lệ mà. Đầu tiên mình sẽ tiến hành đi tiến hóa trước mấy em đi nha. Mình sẽ cất lên đây bớt nè. Chúng ta sẽ tiến hành đi tiến hóa một vài em trước đã. Đầu tiên là cái con Weeping Bell nha các bạn. Đây, con này đây, con hoa nắp ấm Weeping Bell. Ấy, sao mình kéo xuống? Đó, kéo xuống chứ. Tưởng gì? Đây, tiếp theo là con SCQ. Đó, rất là tiện luôn. Hai con này nó sẽ tiến hóa bằng Leaf Stone nha các bạn, tức là viên đá hệ lá đó. Đá này thì chúng ta có thể đào được. Đây, Leaf Stone. Chúng ta phải đào 9 mảnh mới được một cục này nha. Còn hôm bữa mình may mắn mình lượm trong mấy cái chest á. Rất là hên luôn. Weeping Bell đang bắt đầu tiến hóa rồi đó các bạn. Và nó sẽ lên con... Wow, con này bự hơn nữa. Đây là Victory Bell nha các bạn. Con này các bạn thấy quen thuộc không? Chúng ta luyện trong cái hội quán hệ Rat Bug Game đó. Rồi, thay skill cho nó liền. Tiếp theo là cái con SCQ nha các bạn. Đó, SCQ này nó có cái dạng Alola nữa đó nha các bạn. Có dạng Alola nữa đó. Alola thì cái đầu nó sẽ cao hơn. SCQ. Đây, nó sẽ tiến hóa lên con... Con gì đây? Đây là con Exeggutor. Đó, con này thì nó lùn thôi các bạn ạ. Cái dạng Alola thì cái đầu nó cao kinh khủng luôn đó. Ok, rồi, quá đã luôn. Con này cởi không được hả? Quá xịn, hai em liền. Victory Bell, ô con này cởi được. Cái con hoa đáp ấm mà cởi thì nhìn hài. Định mệnh á. Cái game bựa kinh khủng luôn. Bựa kinh khủng thiệt đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hóa tiếp tục với mấy em tiếp theo nha các bạn. Chắc mình nghĩ là nên tiến hóa mấy con Dealing, mấy con Nai á, để mà cho nó thành mấy con Sorbet. Chúng ta sẽ đi từ cái con gì đây? Đi từ cái con gì đây? Đâu rồi? Để mình search trong cái danh sách của mình cái đã. Mình cũng có một đống Pokemon hệ lá luôn, nhưng mà cái list này thì nó ít hơn Pokemon hệ nước được trước mình có các bạn ạ. Pokemon hệ nước được trước quá nhiều luôn. Trời ơi, chúng ta phải cực công đó. Hy vọng tập hôm nay chúng ta sẽ đủ, nói chung là gần hết bộ mình hệ lá thôi. Đây, Cotony nha các bạn. Đây, con này nó cũng tiến hóa luôn. Nhưng mà bằng Sinton nha các bạn. Đây là viên đá mặt trời. Sinton. Các bạn có thể mua từ mấy cái ông shopkeeper, mấy cái ông mà đi bán dạo á. Cũng như là nhặt mấy cái chest, mấy cái rương. Và nó sẽ lên con Whimsicott các bạn à. Trời, hấp dẫn. Whimsicott. Trời, sao con này nhìn nó xấu hơn cái con Cotony hồi nãy vậy? Trời, nhìn nó nè. và cái Sinton Shark á, mấy cái mảnh mà để chế tạo lên Sinton, các bạn cũng có thể đánh cái con Sunrock, cái con mà ở bên vùng Mesa á, nó có cái hình dáng cái gian mặt trời đó. Đây, đây là Sorbet mùa đông của mình nha các bạn. Mình sẽ lấy 3 mùa còn lại ra luôn nha các bạn. Dealing nè. Đó, chúng ta sẽ lấy con này ra trước nè. Ây da, lấy nó xuống. Hai con. Và con thứ ba. Quên. Con này không được. Ây da, làm sao để bỏ lại đây. Rối quá. Đây, Dealing. Quên. Dealing chứ không phải Sorbet. Dealing. Đó, mùa xuân. Ok. Xuân hạ thu đông. Quá xịn luôn. Thì mình đã có con Sorbet mùa đông rồi, nên mình chỉ cần bắt có dòng tiến hóa 3 con còn lại nữa thôi. Quá tiện. Thì chúng ta lại qua cái Rat Bug Game để mà tiến hóa tiếp tục thôi nha các bạn. Hội quán Rat Bug Game. Đó, cứ đi qua cái hội quán này thôi. Rat Bug Game. Đây, đi vô trong. Mày hả con? Đây, Rose Ray. Lại gặp
Lại gặp mấy anh bạn cũ. Ôi, Rosary à, chơi nó liền chứ. Eruption mày nè con. Ồ, sướng nhàng. Tiếp tục là Eruption đó. Ồ, nó tiến hóa rồi kìa. Ha, hóa đã, một con đã tiến hóa rồi. Ok. Ồ, học được Zoom Kick. Mình sẽ thay bằng skill này đi. Đó, Jam này mình cũng sẽ thay bằng Ground này đi. Ok, run thôi các bạn ơi, đủ rồi. Ồ, và hai con nó cùng tiến hóa luôn. Ồ, đây là con sơ bích mùa thu nha các bạn. Sơ bích mùa thu đúng không ta? Mình cũng không nhớ nữa. Ồ, mùa thu hay mùa hè gì đó. Wow, và đây, đây, nó cũng tiến hóa luôn luôn nè. Mình khó phân biệt mùa của cái bọn này quá. Biết được cái con mùa xuân và mùa đông thôi. À, con này nó rụng lá hết rồi. Vậy là con mùa thu. Còn con mùa hè thì lá nó sẽ màu vàng. Ồ, ra vậy. À, vàng rụng lá hay là mùa thu rụng lá ta? Cô không nhớ nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục luyện cái con đi linh còn lại nha các bạn. Có được 3 con Sorbet rồi đó. Ok. Tiếp tục luyện nó thôi. Lúc đầu là mình phải bỏ qua một skill. Tại vì con Rose Ray này nó hay dùng cái Protect á các bạn. Skill đó nó sẽ ngăn chặn chúng ta. Nó tiến hóa rồi kìa. À, còn đi linh cuối cùng, đi linh mùa thu đã bắt đầu tiến hóa rồi các bạn. Nhìn con này thì nó tươi tắn hơn. Trời ơi, hấp dẫn. Và nó sẽ lên con. Đây là Sorbet mùa đông. Với lá màu xanh trên đầu nha các bạn. Ok, chúng ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài xem nào. Ở đây mình sẽ quăng hết 4 con Sorbet ra, coi có gì không. Có gì khác biệt không. À, lộn, tiền quăng con NT đây làm cái gì không biết. Đây, mùa hè nè. Đây, mùa thu nè. Rồi, con này là mùa xuân. Đó, và con cuối cùng là Sorbet mùa đông. Mùa đông thì nó đẹp hơn các bạn à. Nó có cái tuyết ở dưới chân luôn. Bạn nhìn đã không. Và chỗ cái dưới cổ nó cũng có miếng tuyết nữa. Quá xịn. Ok. Này, chúng ta sẽ tiếp tục với những em Pokemon kế tiếp nha các bạn. Quá đã luôn. Hay thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với những con. Đó chính là con Parash nha các bạn. Parash. Đây. Tiếp tục. Chúng ta sẽ search tiếp con tiếp theo nào. Parash hả mày. Rồi, tiếp theo là con gì đây. Con Hoppip. Trời ơi. Rồi, con có gì nữa không. Hoppip Parash. Để mình coi xíu nha. À, con đâu rồi. Đây, Shiddot các bạn à. Shiddot. Xóa mà bấm lộn cái dấu bằng. Và cuối cùng là cái con Shroomish nha các bạn. Shroomish. Nó đây. À, mình có Swanna luôn. Chúng ta làm một con luôn. Một lần 5 con cho nó tiện. Đây là Cacnea các bạn à. Nó sẽ tiến hóa lên con Cacturn á. Anh đọc cái chữ khác nó khó quá. Trời ơi, ok. Cacnea, đó, đọc vậy đi. Rồi, đầu tiên mình sẽ luyện tiếp tục. Trời ơi, lúc nào cũng vậy. Eruption mày luôn nha con. Mày nè. Trượt skill luôn ghê vậy. Ây trời trời trời. Có vẻ căng đó. Tưởng không được nữa chứ. Wow, nó lên cấp các bạn nè. Cái con xích đọt của mình lên cấp quá chừng luôn. Ôi ôi. Đây, học được bay bắt nè. Pulisic, đạn hạt giống. Ok, Eruption nó tiếp nha. Ok. Mày nè con. Sacrifice nó luôn. Trời ơi, nó còn một xíu máu kìa. Ghê quá vậy. Ủa, nó dùng skill gì với mình ghê quá. Fire Blast nữa nè. Mày nè. Rồi, đủ rồi. Tao đánh vừa vừa thôi. Ghê quá, nó chịu không nổi đó. Chúng ta học được thêm một mod skill nữa. Trời, hóa đã. Rồi, và Parash của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó các bạn. Parash, để chúng ta xem thử nó lên con gì đây. Parash. Con cu nấm các bạn à. Bây giờ nó sẽ lên cái con. Wow, con này có vẻ đẹp hơn con Parash hồi nãy. Đây là Paraset. Trời, con này đẹp hơn. Và Shiddot của mình nó cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi đó.
Để mình coi Siddharth nó sẽ lên con gì đây. Siddharth. Và nó lên con... Con... đây là Nuzleaf các bạn à. Nuzleaf. Và Shroomish của mình nó cũng đang tiến hóa luôn cơ. Shroomish. Để mình coi nó lên con gì đây. Nó đâu rồi? Ây da, sao nó chạy đi? Chạy tùm lum hết vậy. Và nó lên con... Rillum các bạn à. Hoppip nó cũng đang tiến hóa luôn cơ. Tiến hóa một lần 4 con luôn. Ôi quá đã. Hoppip. Và lần này Hoppip nó sẽ lên con... Đây là con gì đây? Đây là Skip... Skiploom các bạn à. Đây Razorwing nè, sẽ học. Mushpin. Học luôn, đó. 4 em. Trời ơi, quá đã các bạn à. Sướng thiệt. Đó. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tiếp. Ôi. Nãy một pha. Cố lên một lần một đống em Pokemon luôn, sướng thật. Trời. Chúng ta sẽ dùng skill này đi. Ây da. Eruption đó chứ. Eruption này nè con. Hồi ôi. Rồi và cái con Skiploom của mình nó cũng đang tiến hóa rồi đó. Hồi ơi. Con Cacnea này vẫn chưa ha. Còn Cacnea lâu thế nhờ. Rillum này thì là dạng tiến hóa hết rồi, nó không có tiến hóa nữa các bạn à. Học thay skill liền. Hả? Tiếp tục. Mày hả Lian? Ok. Mega Ren. Mình sẽ thay skill này đi. Slash này đâu có sát thương đâu. Rồi đủ rồi, rinh thôi. Đó, và Skiploom của mình nó cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi đó các bạn. Nhìn nó xịn nha. Và nó sẽ lên con gì đây? Và nó đã lên con Zimflip các bạn à. Trời ơi, Zimflips. Zimflip. Quá xịn. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp cho con khách Cagney đó luôn. Trời ơi. Cái con nơ clip hồi nãy các bạn thấy á, nó phải dùng cái Leaf Stone nó mới tiến hóa được. Không tiến hóa bình thường được các bạn ạ. Đó, Cagney nó tiến hóa rồi nè. Đó, con nơ clip này nè. Đó, chúng ta không có tiến hóa được theo level mà phải dùng đó, dùng Leaf Stone. Còn về Cagney thì nó lên level 32 nó sẽ tiến hóa thôi. Và lần này nó sẽ lên con gì đây? Con xương rồng mini. Nó sẽ lên con wow, xương rồng hình người luôn. Đây là Cacturne các bạn à. Học thay skill khác liền. Đó, Cacturne. Con này cởi được không? Không cởi được, nó nhỏ xíu à. Nhìn khá là đã. Rồi. Trời quá xịn luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với những em Pokemon kế tiếp nha. Mình sẽ cất hết 5 con này vào. Về phần con Nerlip thì hơi uổng, tại vì mình không có Leaf Stone. Leaf Stone các bạn phải đi đào, nhưng mà hên xui nó mới thấy được các bạn à. Rồi, đây là Cherubi các bạn à. Chúng ta sẽ tiếp tục với những con khác nha. Cherubi đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với con gì đây? À, Permi. Permi thì nó có 3 dạng nữa các bạn à. Màu xanh, màu vàng và màu hồng hồng. Đó, rất là đẹp luôn đó. Permi. Và con Snow. Đây, Snover các bạn à. Snover. Chúng ta còn gì nữa không? Để mình kiểm tra một lần nữa xem cần có gì nữa không ta. À đây, Fungus. Quên mất. Fungus. Và một con nữa. Đó chính là con. Đây, Ferocit. Rồi, một lần 5 con nữa. Phải hết tất cả các Pokemon hạt cỏ này mới được. Đây, Roastray hả mày? Lava Lumine này con. Lúc nào cũng chấp nó mấy skill hết á. Do đó chúng ta sẽ Eruption nó. Vẫn công việc quen thuộc. Tại vì luyện level nó sẽ nhanh hơn nên mình sẽ ưu tiên luyện trước bạn à. Còn đi bắt Pokemon thì nó lâu cực kỳ luôn. Tại vì Pokemon trong đây nó khó xuất hiện lắm. Trời ơi, nó mà dễ là mình đã bắt lâu rồi. Căng lắm. Để tí các bạn sẽ biết nha. Ok, Eruption phát nữa nè. Rồi, đủ rồi. Chúng ta sẽ run nó đi. Wow, Snover nó học được Woodhammer nè. Thay skill liền. Trời ơi. Đó, và Permi nó đang bắt đầu tiến hóa rồi. Permi. Và nó sẽ lên con gì đây? Và nó lên
lên con. Ồ, con bướm các bạn à. Bơmy này thì có hai dạng. Ồ, con bướm này là Motim nha các bạn. Nếu con đực á, Bơmy đực á, nó sẽ tiến hóa lên Motim. Bơmy cái nó sẽ tiến hóa lên con Wormadam nha. Ồ, rất là hay luôn. Và chúng ta sẽ tiếp tục luyện thôi. Eruption mình là con. Ok, tiếp tục Eruption đó. Ồ, học được Sunny đây nè. Thay bằng Ground liền. Ờ, Eruption phát nữa nè. Ok, quá xịn. Rinh ơi. Wow, lần này vẫn chưa có không gì tiến hóa. Chúng ta lại là một lần nữa thôi. Lava Lâm nữa. Tiếp theo đó chúng ta sẽ Eruption. Đó, cứ như vậy. Cứ quen thuộc như vậy thôi. Ờ, Minor Shots hả? Cú bắn gương hả? Oh, Toxic. Mình sẽ thay bằng Ground này đi. Bây giờ Eruption hết rồi. Sacrifice nó đi. Eruption sử dụng có 5 lần thôi. Ây da, Fire Blast mình nè con. Đó, đủ rồi. Cứ như vậy là được rồi. Và có con gì đó đang tiến hóa các bạn ơi. Cherubi nó đang bắt đầu tiến hóa rồi. Nó thôi ơi, rất là đẹp luôn nha. Để nó lên, để mình xem nó lên con gì đây. Cherubi. Và nó sẽ lên con. Wow, đây là con Chirim các bạn à. Mọi nhìn nó giống qua cà tím nha. Cà tím Chirim. Ok, mình sẽ tiếp tục luyện cấp nữa nha các bạn. Nó tiếp tục luyện cấp thôi. Lại gặp Rose Ray thôi. Là Valum mình nè con. Eruption mình nè con. Có những skill quen thuộc đó thôi. Eruption nó phát nữa. Rồi mình sẽ học thay skill hết liền. Eruption nó tiếp nha. Rồi để coi. Snowver đây bắt đầu tiến hóa đó các bạn. Vào nãy mình thấy cái dấu chấm đỏ. Hình như nó có con legend nào đó nó đã xuất hiện rồi đó. Đây, nãy giờ mình đang luyện cấp mình cũng không có để ý nữa. Snowver đang đã bắt đầu lên con Abo Marshmallow các bạn à. Ồ, con kẹo dẻo xuất hiện. Trời ơi, tưởng con gì hot. Trời ơi, kẹo dẻo nó đâu rồi? Để mình thôi đi luyện cấp tiếp đi. Kệ nó thôi. Dăm ba cái con kẹo dẻo này. Không thể tin được. Lava Lum nó tiếp nha các bạn. Rồi, Lava Lum. Trời ơi, không được không. Chuyển sang Eruption. Mày gì hả con? Cho mày chừa. Rồi, tiếp tục Eruption phát nữa. Trời ơi, gặp con Forest Jet này thì chúng ta sẽ sử dụng Sacrifice nha. Tại vì Eruption hết số lần rồi. Ôi. Rồi, Fire Blast phát nữa đi. Ok, được rồi. Ok, nó vẫn chưa lên cấp các bạn ạ. Chưa lên cấp thì chúng ta sẽ luyện tiếp. Nó kẹo dẻo xuất hiện tại River các bạn, nó có thông báo vậy á. Legend xuất hiện thì trong game nó sẽ tự động thông báo vậy nha các bạn. Mày hả con? Thạo lòng chưa? Không biết chắc khi nào mình thu phục hết gần hết tất cả các em Pokemon thì mình sẽ đi thách đấu với hội quán các bạn à. Trời, chứ bây giờ thách đấu sớm thì chúng ta sẽ luyện cấp nó khổ hơn đó. Ây da, nhờ mấy cái hồi quán này mà chúng ta lên cấp Pokemon rất là đã luôn. Nhờ vậy vì mình đã có em NT, em Pokemon đầu tiên của mình đạt level 100 đó. Quá xịn. Ok, trời ơi, con Ferocet này nó vẫn chưa tiến hóa hả? Lâu quá vậy. Ferocet thì như tiến hóa đó các bạn. Nó có cái chấm chấm ở dưới rồi. Mày nè. Ok, xài một skill nữa luôn. Eruption phát nữa đi. Rồi, chúng ta sẽ run thôi. Và nãy giờ thì Fungus tiến hóa chứ không phải Ferocet các bạn à. Fungus nó tiến hóa rồi nè. Ôi, cái con nấm nè. Nấm hình cái quả cầu của cái mon đó các bạn. Trời ơi, nhìn hấp dẫn nha. Và nó sẽ lên con này là con Amungus các bạn à. Wow, xịn nha. Amungus. Định mệnh nè. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục level lên tới tiếp. Tiếp tục luyện cấp cho con Ferocet luôn nha các bạn. Trời, quá xịn. Quá xịn. Rotech. Trời ơi. Eruption mình là con. Rồi, và là một phát nữa đi. Eruption phát nữa. Và cuối cùng nó cũng nó tiến hóa đó. Trời ơi, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi.
Thì Ferocious của mình nó cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Để mình coi nó lên con gì đây. Và nó lên con... Bùm, nó lên con... Ồ, con này nhìn giống Metaross vậy. Đây là Ferrothorn các bạn ạ. Wow, nhìn ngon nha. Ồ, cởi được luôn nè. Nhưng mà cái con này nó có 3 chân thôi. Để chúng ta đi ra coi thử con kẹo dẻo xem nào. Trời, kẹo dẻo. Để mình giết kẹo dẻo luôn. Định mệnh nó có rồi mà cứ xuất hiện hoài. Eruption mày nè con. Mày nè con. Trời ơi, nó cho mình đồ rồi các bạn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi, để chúng ta sẽ tiếp tục. Tiếp tục đi luyện cấp cho bọn này cái đã. Ok. Thì bây giờ thì mình sẽ đi bắt Pokemon thôi chứ không có luyện level nữa. Ở đây thì nó có con Swat luôn các bạn ạ. Con này phải tiến hóa từ điểm điểm 2 happy cao đó, nó mới tiến hóa được. Ok, trời ơi. Muốn điểm 2 happy cao chúng ta phải đi ra mấy cái vườn berry này thôi. Đây là Swat luôn các bạn ạ. Nó sẽ tiến hóa lên con Liveny nhưng mà phải cho điểm happy cao cơ. Đó, ở đây chúng ta sẽ cho mấy trái berry. Nó sẽ lên rất là lẹ thôi. Và để mình coi thử đủ điểm happy chưa. 224 rồi. Hồi quá tuyệt luôn. Rồi mình sẽ qua cái lại cái Rush Bug Game nha các bạn. Lại qua cái Rush Bug Game này và luyện cấp nó thôi. Nói chung điểm happy cao các bạn chỉ cần cho nó lên một level nữa thôi là nó sẽ bắt đầu tiến hóa rồi đó. Này, một level nữa thì quá đơn giản luôn. Chúng ta chỉ cần giết một con hoặc là hai con trong đây nữa thì nó sẽ lên cấp thôi. Eruption. Đó, nó lên cấp rồi kìa. Và con Swat luôn của mình nó đang bắt đầu tiến hóa nữa luôn. Trời ơi, quá đã. Nó đã biến hình rồi kìa các bạn. Và nó đã lên con Liveny. Đây là linh vật của cái hội quán Red Book Game nha các bạn. Thay Rotate liền. Slash hả? Mình sẽ thay bằng Stuckle đi. Liveny. Chúng ta cùng đi ra đây xem nha các bạn. Linh vật của hội quán Red Book Game. Đây. Đây, nó đây. Hời ơi, hấp dẫn. Liveny. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường thôi. Quên mất, bây giờ mới là thời khắc để chúng ta đi bắt Pokemon đây nè. Còn nãy giờ chỉ là Kyogre hả? Trời ơi. Nãy giờ chỉ là luyện level thôi. Bây giờ là giết. Trời ơi, Kyogre hả mày? Nó mạnh quá các bạn ơi. Trời, tuy mình dùng tuyệt kỹ Z cho con Raikou nhưng mà mới cấu nó chưa chết các bạn à. Hồi Raikou mới cấp 94 thôi. Công nhận Kyogre này trâu thiệt. Nó cấp 120 luôn. Ôi, nó đang dần hạ hết mấy em Pokemon của mình nè. May quá chúng ta không chết. Mày. Ui, nó còn xíu máu à. Thôi xong tôi. Swanna, cố lên Swanna. Hurricane á. Ui, không được rồi. Nó dùng skill gì mạnh quá các bạn ơi. Purple Beam. Mày hả con. Nó còn một xíu máu các bạn ạ. Ui, Purple Beam thế nữa. Đó, ôi, mình giết nó. Ơi, mình tưởng được cái Blue Orb các bạn à. Thật ra Blue Orb chúng ta phải câu thôi. Phải câu 10 mảnh mới được. Trời ơi. Giờ tin đồn là sai sự thật nha các bạn. Giết boss nó không có rớt mấy Blue Orb cho chúng ta đâu nha. Chúng ta phải câu đó, cực lắm. Hay da. Trời, mình đang ở vùng Jungle các bạn à. Tabulili nó xuất hiện tại vùng Jungle kìa. Có thông báo luôn. Nãy giờ mình đang tiến hành đi chờ mấy con bộ mình hài cỏ ở đây xuất hiện. Tabulili thì nó không có được liệt kê vào mấy em legend nha các bạn. Tại vì đây là thần hộ vệ thôi. Chúng ta phải search tên để mà biết nó ở đâu. Nó ở đây nè. Ấy, nó đây. Tabulili. Trời ơi. Tabulili. Lầm nó luôn thôi các bạn. Chắc mình sẽ dùng mấy con gì mà máu thấp để mà cấu máu nó đi. Để mình kiểm tra coi con gì mà level thấp coi. Tabu Lily này mới có level 60 thôi. Chắc mình sẽ dùng con... đây. Salamence. Salamence này cũng ổn á. Đây, Salamence cấp 60 luôn. Trời, vừa đủ. Cấu máu. Salamence. Grin đó nha các bạn. Mày hả con?
Ui, chúng ta sẽ run phát nữa nha. Skill run này nó gây đam ngẫu nhiên các bạn. Nó thể gọi là giật lỗ tay giết chết em Pokemon luôn đó. Các bạn phải cẩn thận khi dùng skill đó nha. Ở đây thì mình sẽ thu phục nó luôn. Chúng ta sẽ cố gắng lên các bạn ơi. Đó, đầu tiên dùng Whipball trước nè. Whipball. Đó. Hầu như mấy em Legend thì Whipball nó cũng không có tác dụng gì lắm. Nó quá trâu đi. À quên, đây là thằng hộ vệ chứ, mình nói nhầm. Xin lỗi các bạn nha. Đây. Oh, Dustburn. Trời ơi. Wow. Tiếp tục Dustburn tiếp nha các bạn. Trời đang tối mà, với lại chỗ này nó cũng thấp. Chúng ta có dùng Dustburn đi, hy vọng nó thành công. Hy vọng nó thành công. Trời ơi. Dustburn tiếp nha các bạn. Cố lên nào. Dustburn. Trời ơi, căng thế. Dustburn không được hả? Hey, dạ, hơi bị căng đấy. Wow, con này nó đang cấu gần chết cái con anti của mình luôn. Cấp 60 mà mạnh quá bạn mà. Ghê thật. Dabulili. Tại đây là phiên bản Reforged mới á, nên là nó có mấy em của gen thứ 7 vào luôn. Nó rất là đã. Quá xịn. Có Pokemon Alolan nữa. Trời ơi, con gì băng nữa. Trời, con này có vẻ cứng đầu các bạn à. Chúng ta dùng luôn quả. Thôi, chúng ta. Thôi. Mình định dùng Aurin mà thôi. Mình sợ có chuyện gì nữa. Dustburn tiếp đi. Trời ơi. Cứ Dustburn khi nào nó được mới thôi. Không thì mình Thunderbolt luôn. Dustburn tiếp nha. Cho mày bỏ cái tật lì nha con. Dustburn. Và nó thành công rồi các bạn ơi. Dabulili cuối cùng cũng đã bị thu phục rồi kìa. Quá đã. Đây, nó đâu rồi. À, nó đây. Dabulili. Dabulele. Wow, nhìn nó đã các bạn. Hình như con thần hộ vệ nào nó cũng có thể thu mình lại thành một cái quả trứng hình bầu dục đó các bạn à. Rất là xịn luôn. Mấy skill nó cũng khá đã các bạn à. Hình chỉ nó đánh mình hơi đau. Dabulili. Trời ơi, con này nó sẽ boost cho mấy Pokemon hệ tâm linh nha các bạn. Đó. Nó boost kinh khủng lắm. Ok, trời ơi, một em nữa. Quá đã. Đó, lâu rồi mới gặp được huyền thoại. Tại vì phiên bản này huyền thoại khó xuất hiện quá. Mình khá là mừng. Đó. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Piriu hả? Mày hả Piriu? Trời ơi. Wow, Piriu. Mày nè Piriu. Ây da, nó chết rồi các bạn à. Nó cho mình Solgaleum. Có Bun Bun Adam xuất hiện nè. Cái con hồi nãy mình nói cho các bạn nè. Cái con này là có con tiến hóa của con Permikai nha các bạn. Hồi nãy mình được cái viên đá của con Solgaleum các bạn. Bun Adam hả? Ây da, chúng ta sẽ sử dụng quả Whipball đi. Tự nhiên sao tôi thả con NT ra mà thả một lần hai con lên được luôn vậy. Không tin được. Whipball không thành công kìa. Khó nha. Đổi qua NT đi. Không thành công thì chúng ta sẽ chuyển qua quả khác. Chuyển qua quả Safari Ball. Đó. Quả này thì dùng để bắt Pokemon ở trên vùng Plains nha các bạn. Mình để mình cố bắt Pokemon trong vùng Forest bằng quả này cũng được. Cố lên Safari Ball. Cái đột phá xem thử. Thử xem sao. Thử như thế nào chứ. Và Wumadam. Trời ơi. Tiếp tục. Quên con này cũng là. Nó mang hệ thường thôi. Tôi quên mất. Tamabon. Tưởng nó mang hệ bọ rồi thì mình còn khắc chế nó được. Trời ơi. Khó khăn nha. Samuel phát nữa này các bạn. Con này cứng đầu quá ta. Đó, mới nói cái thành công luôn. Hơi quá xịn. Có mấy con Permi nó xuất hiện nữa kìa. Ok. Permi hả mày?
Đây, mình vẫn đang ở vùng chân gỗ các bạn ạ. Ô, Trico, cuối cùng thì con thằng lằn cỏ nó cũng đã xuất hiện rồi. Con này tránh ra. Thôi Trico, bao nhiêu công sức của tôi, trời ơi, tìm đúng mệt luôn các bạn ơi. Con này là khó khăn kinh khủng đó, Trico. Và bây giờ nó đã xuất hiện rồi. Còn gì bằng nữa. Đây, để mình xuống đây. Đây, thử thách của các bạn đây. Vì nó cũng là bộ quan hệ cỏ nên mình sẽ bắt nó luôn nha. Whipple. Tại vì mấy con Pokemon starter này xuất hiện cực kỳ khó các bạn à. Nghĩa giờ mình phải chờ ở vùng jungle rất là nhiều đó. Chờ đến nỗi mà Tabu Lily nó chui ra luôn à. Chui ra nó cảnh cáo mình luôn, sao nó bị bắt luôn đó. Ok. Liverpool. Liverpool và Jetco đã bị bắt rồi các bạn ơi. Để mình xóa nó khỏi cái game shark cái đã. Quá xịn. Trời ơi, biết bao nhiêu series tôi mới có được cái con này. Quên, series trước mình không có thôi, chỉ có một series đó thôi. Quên mất. Master Chat hả? Để mình vô mình lượm xem các bạn ơi. Master Chat. Cái con vui rồi nó xuất hiện rồi nè. Đây, cái con Pokemon hệ nước mà trong tập trước mình không có bắt được đây các bạn ơi. Puzzle. Đó. Puzzle, Puzzle gì đó. Bắt mày luôn nha con. Puzzle, Puzzle. Lẩm mày luôn nè. Bằng Whipple trước đi. Thế bộ em Pokemon hệ nước nữa. Quá đã. Tập trước thì mình có khá là nhiều con mình chưa bắt được. Có trong đó có cả con rùa phao nước nữa. Ôi ôi, hơi bị buồn luôn. Và Puzzle đã thành công rồi kìa các bạn. Bắt dễ quá vậy. Rồi, quá xịn luôn. Con gì băng nữa. Puzzle. Chắc tí mình sẽ đi về tiến hóa mấy em Pokemon hệ nước luôn đi. Sẵn để bù cho tập trước nữa chứ. Không có để trống như vậy được. Đây, Shinken nó xuất hiện rồi các bạn. Caterpie này lì quá vậy. Shinken. Đây thì mình đang ở vùng Sunflower Plains nha các bạn. Sunflower Plains. Để mà kiếm mấy con Pokemon hệ cỏ khác nữa. Một vài con thì nó sẽ xuất hiện ở vùng này nè. Chúng ta phải tìm mệt lắm. Rồi, và Shinken đã được thu phục liền. Rất là dễ luôn. Có Roselia nữa kìa. Wow. Shinken, đây. Roselia này là tiến hóa cấp 1 của con Roshrei nha các bạn. Nhìn nè, nó có mấy cái bông hoa nè. Roselia, lẩm luôn nha con. Trời ơi, quá đã luôn. Ôi, quá tuyệt vời. Được luôn nè. Rồi, xóa tên con Roselia đi. Quá xịn ha. Để mình đi vòng vòng tiếp nha các bạn. Có con Ikan nè. Đây có nhà thách đấu hả? Dứt ông này luôn đi. Eruption. Ông có con Barrage nè các bạn ơi. Có cả con Biriu luôn. Hôm nay nhiều con quá vậy. Hấp dẫn. Piriu. Mày hả con? Piriu. Mày nè. Trời, nãy giờ dùng skill không được. Venomoth. Ông này có luôn. Caterpie hả? Con này mình có rồi. Katkuna có luôn. Trời ơi, mình chỉ chưa có con Biriu với con Venomoth thôi. Đây, ở đây có con Ikan nè. Ikan dứt mày luôn nha con. Cấp 105. Eruption một phát là nó chết thôi các bạn ạ. Quá xịn. Này con Caterpie này lì quá nha. Để cho tôi đi đi. Lì kinh khủng à. Lì hết cho nói à. Ok. Để mình đi qua vùng Rap Bức Kim đi nha các bạn. Giờ thời khắc đã đến rồi. Nó sẽ đi qua đây luyện cấp cái đã. Nãy giờ chờ mấy em Pokemon kia xuất hiện mà nó lâu quá nên phải qua đây chơi luôn. Đây, tiến hóa luôn con bui rồ này đi. Để mình coi thử nào. Bui rồ, con Jetco và con Shinken. Để mình nhớ xem thử. Đầu tiên mình sẽ tiến hóa con Jetco này thì ổn ha. Shinken này chúng ta phải dùng Sunstone nó mới tiến hóa luôn các bạn à. Còn con Roselia thì chúng ta phải dùng Shiny Stone nha các bạn. Roselia dùng Shiny Stone nó mới tiến hóa các bạn. Và Shiny Stone thì chúng ta có thể lầm mấy cái rương cũng như là mua từ mấy ông bán đồ đó. Đây, và nó lên con Roshrei. Nhìn nó giống hiệp sĩ các bạn ơi. Ba bông hoa, màu trắng, màu đỏ và màu
xám xám. Ồ, cộng speed kích thước Giant. Wow, con này cực kỳ đã luôn. Ôi, nhìn nó sướng bạn ơi. Ồ, rồi, một em rồi. À, mình... Ok. Để mình đi vô tiến hóa nó tiếp nha. Jekko và Puzo đúng không? Đi vô đây tiến hóa luôn. Trời, quá tiện. Jekko, Puzo. Ok. Vô đây tiến hóa thằng này mà. Mày này con. Dạ, skill đầu cũng không được. Đó, ông này cũng có con Rose Ray luôn nè. Ồ, nhìn nó xịn. Quá xịn các bạn à. Nhìn nó ngầu thật. Giống hiệp sĩ các bạn. Hiệp sĩ hoa. Puzo. Trời ơi. Và như nó có con gì nó đã đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Lydian hả? Mày hả con Lydian? Trời ơi, hấp dẫn. Ok. Oh, chết cổ lên level 22 rồi, học được Gigaren nè các bạn. Chúng ta sẽ thay bằng một skill này đi. Rồi, mày hả con? Ok, rin thôi. Và chết cổ của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Để mình coi nó lên con gì nha. Jesco. Đây là em thằng làng cỏ các bạn à. Và nó sẽ lên con thằng làng gai. Đây là con Rovio. Rất là đã nha các bạn. Nó học được Fury Cutter luôn nè. Trời hấp dẫn. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp. Quá đã. Rose Ray hả mày? Chơi mày luôn nha con Rose Ray. Eruption mày nè. Trời ơi. Học được AWZ. Học mình thay bằng skill này đi. Tiếp tục Eruption nó tiếp nha. Rồi được rồi. Và có em Pokemon gì nó đã bắt đầu tiến hóa rồi. Đó chính là Buizel các bạn à. Ôn đã bắt đầu tiến hóa rồi đó. Để mình coi nó lên con gì đây. Buizel. Và nó sẽ lên con nó đẹp hơn các bạn ơi. Wow. Nó lên con Floatzel các bạn ơi. Wow, con này đẹp hơn nè. Các bạn này nè. Y như nó cầm cái phao ở trên cái lưng nó vậy. Xịn nha. À, Rose Ray hả mày? Lava Bloom này con. Eruption này con. Đó. Eruption tiếp tục. Hay vẫn chưa có gì tiến hóa các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tiếp đi. Luyện cho tới khi nào nó tiến hóa mới thôi. Hay bây giờ chúng ta chỉ cần luyện để cho nó lên con xếp title thôi. Các bạn kêu mình thử thách đó hơi bị lâu luôn đó. Nhưng mà không sao, lần này thì xếp title nó sẽ tới đây. Không có chuyện gì hết. Trời ơi. Ok. Mày nè con Rose Ray hả mày? Eruption mày luôn nha con. Đó. Eruption nó tiếp tục. Làm một phát nữa đi. Ồ, nó vẫn chưa có gì tiến hóa các bạn à. Lâu thế. Chắc lần này một tên nữa này nó sẽ bắt đầu tiến hóa rồi đó. Trời ơi. Cấp 32 luôn rồi. Trời ơi, xếp tài ổ cấp 32 rồi. Hai cấp nữa thôi nó sẽ bắt đầu tiến hóa các bạn ạ. Thôi nhanh thôi. Eruption. Lên cấp 33 liền. Slam hả, mình sẽ thay bằng Wit. Bắt đầu sát không ta? Thôi không học. Eruption nó tiếp. Rồi một skill nữa đi. Và lần này nó cũng chưa tiến hóa luôn. Lâu thế. Một level nữa thôi mà lâu thế ha. Lava Bloom. Ok, rồi. Eruption. Rồi, chịu tiến hóa chưa? Eruption lần nữa nè. Ôi, vẫn chưa chịu tiến hóa. Lần này thì sao? Học được Whirlpool nè. Whirlpool. Wow. Ây, luyện nó lâu thì các bạn à. đúng lâu rồi, trời ơi. Chúng ta phải cố gắng lên. Mày hả? Wow, Eruption. Rồi, bây giờ nó mới chịu tiến hóa đó. Nãy giờ của tôi đó. Và
Rovio nó đang bắt đầu tiến hóa rồi. Tiến hóa, tiến hóa. Nó sẽ lên con thằng lằn rừng nha các bạn. Và đây sẽ là con Sceptile. Nhìn nó xịn lắm các bạn. Sceptile. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Quá đã luôn. Trời ơi. Đó, mình cười nó nè các bạn. À, con này bự quá, nó không đi ra khỏi chỗ này được. Các bạn nhìn là Sceptile nó tốc độ di chuyển của nó rồi các bạn. Quá đáng kinh ngạc nha các bạn. Trời ơi. Wow, di chuyển kiểu này thôi ai mà chịu nổi nữa. Đúng là thằng làng rừng. Ôi ơi. Nhưng mà sao nó đi nhanh quá ta? Ô, các bạn nhìn nè. Wow. Nó đi nhanh kinh khủng các bạn ơi. Ui sướng thiệt. Quá đã luôn. Quá tuyệt vời. Là sức mạnh của em Sceptile đó. Đây. Ây da, Pokéheo phát đã. Panpour nó xuất hiện rồi kìa các bạn. Panpour. Đây, em này mình tìm cũng khá là lâu rồi. Trời ơi, bây giờ đi bắt nó thôi các bạn ạ. Panpour. Đây, nó dưới đây đây. Đi tìm nó thôi. Đây là em khỉ đầu xanh nha các bạn. Mình mới có con đầu đỏ với lại đầu xanh lá rồi. Con này là đầu xanh dương. Đi kiếm nó coi. Panpour, nó ở đâu vậy? À, như nó ở trên cao. Đúng không? Nó ở... À, dưới đây, không phải trên cao. Vậy nó ở trên nóc rồi, định mệnh á. Dụ mình. Đâu rồi? Trời mưa, tôi không thấy gì nữa. À, nó đây nè. Trời, nó đây nè các bạn. Lụm nó luôn bằng Whipmon trước nha. Trời mưa làm tôi không thấy hết. Đây cũng là một trong những con bò mình hệ nước mà tập trước mình cũng chưa bắt được. Nên tập này thì cứ lụm nó thôi. Thoải mái. Ok, Panpour đã xong rồi. Còn Simipour thì chưa xuất hiện. Ok. Tập này nó có con Simishit nữa các bạn ạ. Cái con cấp 2 của con Punches. Tangela nó xuất hiện kìa. Wow, đi kiếm nó thôi các bạn ạ. Simishit đó thì chúng ta phải tiến hóa bằng Leafstone. Nếu không thì phải chờ nó xuất hiện, nhưng mà xuất hiện rất là lâu, khổ vậy đó. Đây, Tangela, nó đây các bạn ơi. Tangela, chúng ta sẽ dùng Whipmon để mà bắt nó nha. Tangela. Thôi. Rồi, thành công luôn, trời hấp dẫn. Vừa vào đã thành công liền, trời. Còn gì bằng nữa. Quá xịn. Tangela. Rồi, ở vùng này nó còn con gì hot nữa không? Betidil các bạn ạ. Wow, nó cũng xuất hiện ở tại vùng Sunflower Plains nha các bạn. Nãy giờ mình cũng đi tìm rất là mệt luôn rồi. Mấy em Pokemon hệ cỏ này lười xuất hiện lắm. Chuyện của em, lộn. Tôi cứ lộn rồi dạ. Nhưng mà thôi, cứ bắt nó luôn cũng được. Whipper và con Betil đã được thu phục rồi đó nha các bạn. Betil, nó đây rồi. Ok. Mewtwo hả? Trời ơi, có con Mewtwo. Mewtwo ít các bạn à. Wow, Mewtwo. Boss Legendary luôn. Wow. Mình dùng Sacrifice nó phát. Mày hả con? Ui. Lavalum nó phát nữa đi. Mày hả con? Ôi ơi, được có nửa cây máu à. Con này nó khá là mạnh. Celebi nó đã xuất hiện rồi kìa. Con Legendary thứ hai trong tập ngày hôm nay luôn các bạn. Mày Black Hole rồi mày nè con. Celebi xuất hiện tại Flower Forest nha các bạn. Quá đã. Để mình Thunder nó đi. Mày nè, giật mày chết luôn nha con. Nó cho mình khởi cái off kìa. Off của mấy con Palkia và Yenga đó. Trời, Celebi, để chúng ta qua xem thử nó nào các bạn ơi. Trước tiên để mình chọn cái đội hình thích hợp cái đã. Chọn cái đội hình thích hợp. Chắc mình sẽ chọn con gì vừa tầm thôi. Mấy con Legendary này thì thường nó sẽ là cấp 70. Chúng ta chắc phải lôi cái con Salamence hồi nãy ra thôi. Đó, lôi Salamence ra và tiếp tục. Đâu rồi, Celebi đâu rồi? À, mày đây đúng không?
Celebi hả mày? Celebi. Ơi, nhắc mới nhớ hôm giờ có con Slider mà không gặp được cái ông Mu Freelancer, cái ông học học lại skill các bạn ạ. Chúng ta cũng khá là buồn. Không gặp ông đó sao nên cái dàn võ môn chúng ta nó bị thảm hại với trưởng đó. Celebi mình đã đâu rồi ta? Nó chui ở đâu vậy? Celebi, Celebi. Bên này cũng không có luôn. À, đây rồi, Celebi. Hòa. Con này có vẻ khá là bự bạn ơi. Kích thước Giant cộng Special Attack. Wow, hàng chi mạnh. Có Future Sight này, Ancient Power, hàng chi. Toàn mấy skill mình mạnh luôn nha các bạn. Nó đây, Celebi. Trời ơi, vị thần rừng. Oh, đi tới đâu là cây cối tươi tới đó. Quá xịn. Ôi, nãy giờ mình vẫn đang chờ cái em Snivy và con Sonic xuất hiện luôn các bạn. Quá xịn luôn. Nãy giờ mình chờ Shiny và con Tawit rất là lâu rồi. Clip này nó cũng 4 tiếng mấy các bạn, mà mình cắt ra thôi. Chờ rất là lâu rồi đó. Rồi, đến nỗi mà Celebi, Sonic và con Tabulili cùng xuất hiện luôn. Nhưng mà bọn cái bọn Pokemon Starter đó nó vẫn chưa xuất hiện các bạn ạ. Snivy rồi đó, khó xuất hiện lắm. Còn cái con Tawit là cái con rùa cây các bạn, rùa mà có cái cây ở trên đầu á. Và tiến hóa cấp 3 của nó là có cái cây trên lưng đó. Ôi ôi, chúng ta chờ rất là lâu. Chắc mình phải hẹn một video kế tiếp mới được. Lần này thì để mình rinh cái đã. Chọn cái đội hình thích hợp để mà thu phục cái con Sonic này thôi. Chắc lại là Salamin quá. Chớ gì nữa ta. Hay lại là... À để mình thử đi. Đây, Rod Chop đó. Rod Chop mà nè con. Ồ, skill này có vẻ thu phục được nè các bạn ơi. Đó, phải xịt như vậy chứ, rớt chớp mới tiếp. Đó, cứ cẩu máu vậy mới sướng. Rồi là một phát nữa thôi nha. Đó, được rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt nó luôn. Whipping. Wow, Sonic các bạn ơi. Wow,
GS đã có rồi, bây giờ là tới Sonic rồi. Còn Iveto nữa, là chúng ta đủ hết bộ ba XYZ luôn rồi. Cố lên, cố lên. À, phải thu phục luôn con này mới được. Thu phục mấy con này cho đỡ tức các bạn ơi. Chứ mấy con mà nãy mình nói nó không xuất hiện. Trời, Legend xuất hiện rồi mà tụi nó không xuất hiện nữa các bạn. Trong khi mình không có ý định là đi bắt Legend. Thôi, đau đầu thiệt. Và lần này thì Sonic, bắt dễ dàng quá vậy. Ơi, thôi chúng ta đã có thêm một em Legendary nữa rồi đó. Wow, quá đã luôn. Mình đây có con Piriu nè. Để mình vào mình xử nó luôn nha các bạn. Piriu, mày hả con Piriu? Mày nè. Quá xịn luôn các bạn ơi. Thôi, ba em Legend trong một tập. Nhưng mà cái tập này nó cũng tầm 3 đến 4 tiếng rồi. Nên là ba em nó cũng bình thường thôi. Ok, giờ mình sẽ tiến hóa luôn cái em Fanpool này nha các bạn, để bù cho tập trước. Tập trước chúng ta chưa có nó. Đây, Fanpool này thì nó sẽ tiến hóa bằng Waterstone nha các bạn. Waterstone. Và Banpool nó đang tiến hóa rồi kìa. Wow, con này cái mặt dễ thương quá vậy. Nhìn cái mắt nó biết cười kìa các bạn. Wow, nhìn dễ thương quá Hồi ơi. Tiến hóa cấp 2 là Simipour. Nhưng mà nó vẫn đẹp luôn. Ý, nhìn hấp dẫn quá. Nhỏ trưởng thành hơn nữa. Quá xịn luôn. Ok, thì chắc tập hôm nay quên, để mình coi thử cái con Tangela này nó có cái skill Ancient Power chưa. À, nó không có các bạn ơi. Phải chi nó có thì chúng ta có thể tiến hóa được nó. Hay, thôi. Ok, thì chắc tập hôm nay tới đây thôi nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã thu phục gần như là hầu hết các em Pokemon hệ cỏ rồi. Thiếu bộ ba tiến hóa Snivy nè, cũng như bộ ba tiến hóa của con Turwit Rukai. Ngoài ra mình cũng đã may mắn gặp thêm ba em Legendary trong một tập luôn. Nói chung thì cái tập nó cắt ra thôi. Thì nếu thứ hai các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ, cũng như là comment thử thách phù hợp ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.